Xin được chào đón quý vị đã đến với chương trình Du Ký Cùng Hoa Hậu, nơi mà chúng ta có hẹn với nhau hàng tuần vào 15 giờ thứ 7 trên kênh HTV7 thưa quý vị. Và ngày hôm nay chúng ta cùng có một cuộc phiêu lưu, một cuộc trải nghiệm du ký cùng với một vị khách mời. Xin giới thiệu quý vị diễn viên Diễm My 9X. Chào chị Jennifer, phải không em? Chào khỏe, chị phải không? Khỏe, cảm ơn em đã nhận lời du ký cùng chị ngày hôm nay. Rất là vinh hạnh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được khám phá Sài Gòn về đêm. Còn địa điểm chúng ta đi sẽ là đâu thì Diễm My sẽ giúp cho chị chọn bất kỳ một trang nào trong đây. Ok, em chọn đúng không? Lần đại nhanh. Đi tới hai chỗ, đầu tiên là đến phố đi bộ Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão quận nhất. Rồi mình sẽ đến điểm thứ hai là nhà hàng Chill Dining và nhà AB. Hai cái điểm này giống như là hai cái thái cực khác nhau luôn á chị. Phố đi bộ Bùi Viện giống như là một cái đó rất là dân dã, hoạt náo, rất là đông đúc. Còn cái Chill Dining thì có vẻ sang trọng hơn, yên tĩnh hơn, nhẹ nhàng. Chưa nhận có khách cho chị em mình chiếc xe máy, nhưng mà chị nghĩ rằng là điểm đầu tiên của chúng ta ở phố đi bộ Bùi Viện thì nó ngay bên kia đây. Tây. Ban ngày thấy đường này đã rất là nhiều quán ăn rồi, ban đêm thì là bắt đầu lên đèn là nhiều những cái pub nhỏ nhỏ nè, xong rồi quán nước. Ở ngoài đây giống như là một cái nơi hay gọi một chai bia rồi ăn những cái món đồ nướng, đồ nhắm này kia đúng không chị? Nóc này ốc gì ta? Nó to chứ vậy? Ốc giác. Tự khởi á. Cái này là phải thật sự rất thích ăn ốc, phải đủ kiên nhẫn để mà lẻ từng cái ra. Cái số này rất quan trọng nha. Ở đây ốc cũng khá là ngon. Nhưng mà bây giờ mà mình ăn nữa thì tí nữa mình không còn chỗ để mình chứa đồ ăn đâu. Thôi mình đi dạo chút xíu đi ha. Ok. Chị có bao giờ thử đi massage chân ở mấy cái khu này chưa? Chị đi massage chân ở những cái khu đường phố như này nhưng mà ở nước ngoài. Nhưng mà chị cũng hơi ngạc nhiên là tại vì em lớn lên từ bé ở Sài Gòn. Là lần đầu tiên em đi vào đây là lần đầu tiên em đi bộ ở khu Bùi Viện này á. Lúc mà đi học á thì em cũng có đi học thêm ở gần đây thì cũng có đi la cà ở đây, nhưng mà sau này khi mà mình tham gia hoạt động nghệ thuật nhiều á thì khi mình ra đường thì mình cũng lựa những cái quán nào mà nó vắng vẻ như là nó vắng vẻ hơn chút, không có nhiều người đi bộ ngoài đường á thì mình cảm thấy mình thoải mái hơn. Em thấy là ở đây em thấy là có những cái món mực nướng nè, em rất là thích ăn mực nướng với lại uống bia. Bắt đầu xung quanh có rất là nhiều nhà cho nên là âm thanh nó hơi bị to, để cho em mình nói chuyện hay là mình tìm một cái quán nướng nào đó ngồi. Chỗ để ngồi xuống. Bây giờ mình đi bộ nóng mà mình ăn cái gì lạnh lạnh đi chị ha. Em không ta? Cho em gọi một cái nước cà rốt canh nè. Một cái nước cam. Và ít đá. Và đường bình thường. Em thích ngọt. Rồi, cảm ơn nhá. Mình sực thôi. Mình cười tại ăn đúng đây. Kiểu đi. Mình ăn kiểu như này nó đều quá à. Đúng. Nhưng mà ăn như vậy dính tùm lum miệng hết trơn, hết đẹp luôn á chị ơi. Đúng không? Ok, em bắt trước chị luôn nha. Ngon hơn, ngon hơn. Ngon hơn. Bình thường là em có hay thích ăn món mặt mà đường không? Em rất là thích ăn. Em thích ăn món chè, mấy cái mực nướng, mấy cái khô nướng, mấy cái xe rẫy á. Hoặc là đậu hũ chiên, rồi cá viên chiên, cực kỳ thích ăn luôn. Bò viên, mấy cái món đó em rất thích ăn ngoài đường. Ốc hồi xưa giữa một giai đoạn là chị nghiền ốc luôn á.
Mọi người thì rất là quen thuộc với hình ảnh của một Diễm My lộng lẫy trên sân khấu nè, lúc nào cũng xinh đẹp, là chỉn chu các thứ. Nhưng mà đời thường của Diễm My như thế nào? Đời thường của em giống vậy, rất là đơn giản. Khi mà đi diễn thì có tài xế đưa em đi, nhưng mà khi mà đi chơi bình thường như thế này nè thì rất là thích bạn chở bằng xe máy. Tại vì khi mà chở bằng xe máy mới luồn lách được vô những cái ngõ hẻm, mà chính tại trong những cái con hẻm mới có những cái quán ăn gọi là danh bất hư truyền từ rất là lâu và rất là ngon. Thật ra con của em nè, quên quá thì thấy em ăn uống cũng thoải mái lắm á. Chắc là em phải có bí quyết gì để mà giữ dáng đúng không? Em rất là thích ăn. Em đang có thể ăn được tất cả các thể loại món, chỉ là có món này thích hơn, món kia thích ít hơn thôi. Em có phải hay phải đi tập chạy bộ hay gì không? Có, em là captain của một cái team chạy workout bộ. Workout team. Đúng rồi, captain chuyên gọi là nâng tinh thần cho mọi người để mọi người cố gắng trong cái việc tập luyện chạy bộ. Chỉ là chạy bộ thôi? Chạy bộ thôi. Hàng ngày luôn là có tập riêng. Nhiều khi là chạy bộ buổi sáng dậy sớm, nhiều khi huấn luyện viên cũng không dậy sớm được như vậy. Thì những ngày nào mà mình bận rộn thì mình sẽ dậy sớm, còn những ngày nào mình rảnh trong buổi trưa hoặc buổi chiều thì mình có thể hẹn huấn luyện viên ra để tập cho mình. Có cái bí quyết gì mà đặc biệt mà em nghĩ là có thể áp dụng để giúp cho các chị em giữ eo không? Em thấy cái bí quyết mà hay nhất đó là hạn chế ăn cơm với thịt bột, là có thể ăn cá chiên, ăn đồ xào, ăn canh, bất cứ cái gì, nhưng mà mình chỉ ăn đồ ăn thôi, đừng có ăn nhiều cơm, bánh mì. Trong cái khoảng thời gian mà mình muốn giảm cân thì em thấy nó giảm rất là nhanh. Còn về da của em thì sao? Da chị cũng đẹp, chị hỏi em uống trái cây, em rất thích uống cà rốt và cà chua. Trong các loại trái cây thì mình thấy là khi mà mình uống cà rốt với cà chua, cái da của mình nó có cái cải thiện liền. Nhưng mà em thấy là riêng đối với cà rốt và cà chua thì cà chua nó làm cho cái da của mình sáng hơn. Cà rốt thì nó cũng cung cấp vitamin A rồi các loại vitamin cho cơ thể của mình khỏe hơn. Thú thật đi là trước khi đến quay với chị Ngàn trong cái buổi ngày hôm nay thì em đã phải nhịn ăn bao lâu? Nguyên ngày hôm qua, nguyên ngày hôm nay thôi chứ không có bao lâu. Nguyên ngày hôm qua, nguyên ngày hôm nay luôn xin thế. Cho bụng nó nhỏ lại. Em đùa. Em nhịn chỉ có buổi trưa, buổi chiều nay thôi. Tại vì em biết là tối nay chị Jennifer sẽ cho em ăn rất là nhiều món ngon. Bây giờ thì mình sẽ đến với điểm thứ hai sẽ có rất là nhiều những món ăn cho mình. Chị em mình trải nghiệm ở đường phố Bùi Viện thì chúng ta lại lên đỉnh cao của tòa nhà AB để ngắm xuống thành phố Sài Gòn về đêm. Em cũng lên đây mấy lần rồi, và cũng có một lần năm 27 tuổi em làm sinh nhật ở trên này, và cứ mỗi lần lên cũng giống như lần đầu tiên lên vậy đó, lần nào cũng rất là thích. Tại vì mình là thích ở trên cao và nhìn xuống toàn cảnh view của Sài Gòn mình quá đẹp. Hôm nay là mình chọn một cái góc rất là đẹp, tại vì xung quanh mình toàn là kính, mình có thể ngắm nhìn gần 360 độ của thành phố rồi đó. À, chị ơi, cho em xin phép giới thiệu, đây là đồ vang trắng của Chiêu Lê Xanh Phê Đất. Anh xin phép phục vụ. Cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn. Em rất là dở uống rượu luôn á. Mặc dù em cũng rất là thích mỗi lần có đồ ăn, ăn thịt bò thì uống rượu đỏ, ăn cá thì uống rượu trắng. Rất là thích, nhưng mà mỗi lần uống có một chút thôi là mà em đỏ lừ lên. Em cứ giống chị á. Dạ chị, em xin phép đây là giới thiệu rượu vang đỏ Matua. Em xin phép phục vụ ạ. Chị cũng không uống đồ rượu đâu. Coi như là từ đầu buổi đến cuối buổi thì chắc chỉ nhâm nhi được một ly thôi đó. Không là chút xíu nữa là cả người là đỏ như là tôm tươi luôn á. Hai chị em mình chúc sức khỏe nhau một tí ha. Chị em xin phép giới thiệu món khai vị của mình là salad bạch tùng nướng. Phục vụ rượu cho em là rượu trắng, chị là rượu đỏ, là đã biết là chuẩn bị cho em những món liên quan đến cá, đồ hải sản đúng không? Nhìn như là một bức tranh đó. Dạ, em xin giới thiệu đây là súp kem hải sản. Món của chị sao? Béo béo, cái vị nó rất là vừa phải, nên là khi mà mình ăn nó cũng dễ ăn hơn.
em đi ăn thì em hay thích chọn những cái địa điểm như thế nào? Cũng tùy tâm trạng chị. Khi nào mà mình đi ăn với bạn trai, mình đi ăn những cái bữa tiệc kiểu gia đình ấm cúng á, thì thường là em chọn những cái nơi, những cái nhà hàng nó khá là sang chảnh chút xíu. Tại vì mình muốn cho người nhà của mình, người thân của mình nó cảm nhận được cái không khí, và không những tận hưởng được một món ăn ngon mà còn tận hưởng được không khí đẹp xung quanh nữa. Còn khi mà đi ăn với bạn bè thì em lại thích đi ăn những cái quán ăn hàng ở ngoài đường hơn là đi ăn ở trong nhà hàng. Từ nãy giờ chị em mình được trải nghiệm rất là nhiều rồi, nhưng mà chưa có cái lúc nào để đủ yên tĩnh để hai chị em mình có thể ngồi lại và nói chuyện với nhau nhiều hơn một tí. Diễm My thì là một cái tên rất là quen thuộc, mà ngày hôm nay thì chị mới biết thông tin là vai diễn đầu tiên của em là lúc em 5 tuổi đúng không? Dạ. Yeah. Đó là trong phim gì em? Đó là trong phim Vụ Án Thanh Nga. Hồi xưa thì ba mẹ em rất là thích ước mơ cho con gái được đóng phim, được thi hoa hậu, được làm nghệ thuật. Cái năm mà em sinh ra là cái năm mà chị Diễm My á, chị rất là nổi tiếng và hầu như là nhà của người nào cũng có treo ảnh lịch của chị hết. Lúc mà mẹ em mang bầu em á thì tình cờ đi chợ Bến Thành gặp chị Diễm My. Và mẹ em kể là chị Diễm My lúc đó đi cùng với một người nữa mà trời đang mưa lất phất, và chị thì tóc rất là dài, mặt rất là đẹp, nhìn như là đức mẹ vậy đó. Và mẹ em nhìn từ xa giống như là ngất luôn. Và về nhà là quyết định đặt tên con là Diễm My. 5 đến 8 tuổi thì em đóng phim cũng khá là nhiều, đóng phim với những ngôi sao điện ảnh hồi thập niên 90 á, như là Diễm Hương, Anh Hoàng Phúc, rồi Kim Khánh. Mình cũng rất là tự hào, bây giờ mẹ vẫn giữ những cái băng video và những cái đĩa hồi xưa còn giữ lại, lâu lâu buồn lấy ra coi. À, và chị có lục lại được một số những cái hình ảnh của em từ bé. Chị hỏi em một tí nha, ví dụ như cái hình này, lúc này là trong, lúc này là em mấy tuổi ta? À, lúc này là em 2 tuổi rưỡi, hình như đây là dịp cuối năm. Em nhớ đây là dịp cuối năm và ba mẹ và em mặc đồ rất là đẹp để đi đến một cái studio và chụp hình gia đình. Còn tấm này, cái này có phải là người yêu đầu đời của em không? Cái này là người em thầm thương trộm nhớ đầu đời của em. Ủa gì đó, lúc này là em bao nhiêu tuổi? Lúc này là em 3 tuổi và em đây là... 3 tuổi là biết yêu rồi đó, yêu thẳng một chàng trai Tây luôn. Đúng rồi, hình như là anh chàng này là người, để em nhớ, người Mỹ. Người Mỹ. Và là tụi em đang đứng ở trong trường Master ở trên đường Tú Xương. Và lúc nào trong phiếu bé ngoan á, cũng là nói là bé tăng động quá, rất là thích chơi với con trai. Bạn này em nhớ là bạn này có mấy cái súng lắp ghép lại, mấy cái logo Lego lắp ghép lại, và bạn hay bắn súng xung quanh, em rất là thích. Còn tấm này là chị thấy là em đang được trao một cái giải hoa khôi cái gì đúng không? Hay một cái giải trong Năm này là em 17 tuổi, lúc đó là em học lớp 11. Năm đó thì lần đầu tiên báo Tiếp Thị Gia Đình có một cuộc thi Người Đẹp Hoa Đào, thì cũng may mắn được giải nhì. Nhưng mà sau này, sau những cái vai diễn, mọi người quen với lại cái hình ảnh Diễm My là một diễn viên, thì em còn lấn sân sang một cái lĩnh vực mới nữa, đó chính là MC. Mà lý do vì sao em lại sẽ ngang trong một cái hướng khác? Lúc mà khoảng năm 12, 13 tuổi thì em mới qua đó cast cái chương trình thiếu nhi, đó là chương trình Vui Cùng Hugo á chị. Lúc đó thì em học lớp 9. Khi mà dẫn chương trình thì một tuần 3 ngày và dẫn vào buổi chiều tối thôi, nên là đi học ra thì mình có thể dẫn chương trình, không có ảnh hưởng gì tới việc học cả. Nên là cái công việc dẫn chương trình nó đến từ đó. Và sau đó khi mà em học xong lớp 12 rồi em thi vào đại học, rồi em bắt đầu có nhiều thời gian hơn. Người ta nói vào đại học là học đại. Cho nên là vào đại học thì em có thể trốn nhiều hơn để đi đóng phim. Nhưng mà mình sẽ phải học bù lại với những cái bài mà mình đã bị miss trong những ngày mình nghỉ đúng không? Vào trường thì phải tạo lập kiểu như là ban hội những người bạn gọi là chăm chỉ học hành ở trong lớp, để khi nào mình đóng phim thì các bạn ấy sẽ có thể là giúp mình copy bài cho mình, học bài ở nhà, rồi sau đó làm bài thi, rồi cũng giúp đỡ lẫn nhau trong lúc thi cử. Hồi trước là bố mẹ em làm gì? Bố mẹ em thì cũng là công nhân viên chức bình thường thôi. Nhưng mà hồi xưa thì bố em có tham gia trong những cái đoàn văn nghệ của phường, xã. Rồi mẹ em thì cũng tham gia múa và hát luôn. Em là con một và ba mẹ em làm hết sức để mà cho em được học hành bất cứ cái môn nào mà em thích. Bố mẹ bận việc nhưng mà vẫn tranh thủ thời gian đưa em đi sinh hoạt ở nhà thiếu nhi, học hát, học ca, rồi sau đó em muốn học múa ba lê. 2 năm đầu tiên là em học ở cô Vương Linh thầy Đặng Hùng á.
Rồi sau đó em thi vào trường múa học thêm 3 năm nữa. Rất là thích con gái tham gia hoạt động nghệ thuật. Và sau này á, khi mà em quyết định thi vào trường đại học ngoại thương không có liên quan gì tới diễn xuất á, ba mẹ cũng vẫn ủng hộ luôn. Mặc dù là từ đó giờ mình cũng có một cái quá trình tham gia hoạt động nghệ thuật, nhưng mà bản thân em lại thấy là công việc nghệ thuật ở Việt Nam nó cũng hơi cảm giác nó hơi bấp bênh, và cái việc đào thải nó quá nhanh á, nên là tự động lúc đó mình nghĩ là mình là con một, mình phải có trách nhiệm với gia đình. Nếu mà để chọn ba khuyết điểm mà mình chưa hài lòng về bản thân mình thì đó sẽ là gì? Thì em nghĩ là chân của em muốn dài hơn một chút. Như thế cho nên cũng đủ dài rồi mà. Chân em dài chút xíu và nhỏ hơn chút xíu. Có một cái tật xấu này mà em thấy là khó chữa lắm. Có nghĩa là em ngủ hay há họng ra đó chị. Và hay chảy ke nữa, rất là sợ. Nhưng mà bắt gặp Diễm My trên máy bay mà ngủ một cái tướng nằm ra, xong rồi há họng rồi đuối một dũng nước trên áo như thế này thì như thế nào ta? Có một lần đó thì em ngủ ở trên máy bay và nó ướt luôn cái gối phía sau. Và từ đó trở đi á, là mỗi lần mà lên máy bay lại phải trùng nguyên cái mền, trùng cái sau đầu. Để không bị trùng lén đúng không? Đúng rồi, để mình có xấu, mình có há miệng thì không ai thấy hết. Và cũng không ảnh hưởng tới ai, không ảnh hưởng đến một ô nhiễm môi trường xung quanh mình. Ngoài ra thì em có những cái gì mà trước giờ em chưa bao giờ chia sẻ với lại báo giới, với truyền thông mà ngày hôm nay có thể chia sẻ với chương trình được không? Mọi người cũng biết là em có một con cún, con chó, con em cuồng động vật. Và giống như là mình gặp một cái con thú cưng nào đó là như mọi thứ xung quanh mình quên hết. Mình cứ tập trung vào nó và mình cứ cưng đựng nó. Yêu chó như vậy mà còn đã bao giờ mà chó đã phản mình chưa? Bao giờ bị chó cắn chưa? Hồi nhỏ mấy lần luôn rồi chị. Mấy lần luôn hả? Hồi nhỏ thì em rất là thích chọc nó. Thì em nhớ là có một con chó là nó mệt rồi và nó trốn ở trong cái lu ở trong nhà thế này nè. Là em cứ moi nó ra chơi với em và nó cắn một phát lên tay mà. Và bây giờ nó còn cái thẹo ở đây. Và phải đi chích ngừa, hồi nhỏ đi chích ngừa nó cắn liên tục luôn. Chính vì thế nên là bạn bè lâu lâu nói em nó không được bình thường. Có khi mà kiểm tra lại. Không, ngày hôm nay nhận xét em rất là bình thường, đừng lo. Còn có những cái biến cố gì trong cuộc sống của em mà che lấp nó đi, gọi là chôn sâu nó đi trong trái tim mình mà ngày hôm nay có thể mở nó ra chia sẻ một tí được không? Có những cái tâm tư tình cảm hồi nhỏ, khi mà mình thấy ba mẹ mình cãi nhau á, thì em lúc nào cũng bên mẹ em. Và em có một cái sự gọi là không thích ba em cho tới bây giờ thì mặc dù em vẫn rất là thương ba, nhưng mà có những khi là em cảm thấy là vẫn còn có một cái gì đó, có cái sự ngăn cách giữa em với ba em. Và thực sự mà nói thì em không biết phải làm như thế nào để cho cái sự ngăn cách đó nó xóa nhòa đi. Đôi khi là không thể nói chuyện với nhau được, không biết phải nói như thế nào. Nhưng mà em cảm thấy là bản thân em á, khi mà chứng kiến cái sự tan vỡ và không hạnh phúc của gia đình đó, thì em có một cái sự nghi ngờ rất là lớn và rất là cảm thấy là rất là sợ cái chuyện hôn nhân. Mặc dù là em rất là mong muốn là sau này cũng sẽ được hạnh phúc trong hôn nhân, nhưng mà em vẫn rất là sợ cái việc đó. Thế là sau này khi em lớn lên thì bố mẹ em không còn sống chung với nhau nữa, hay là từ bé? 11 tuổi là ba mẹ em đã ly dị rồi. Chị hy vọng rằng là sau này khi gặp được đúng đối tượng thì sẽ xóa nhòa đi những cái sự sợ hãi đó của em. Hiện tại bây giờ thì em có bạn trai rồi. Nhưng mà em cảm thấy em rất là vụng về trong những cái mối quan hệ. Đôi khi có những cái tình huống phát sinh, có những cái vấn đề nó nảy sinh mà em không biết làm thế nào để giải quyết nó. Đó là một cái, em nghĩ là đó cũng là một cái khuyết điểm của em. Khi mà em gặp phải những cái khó khăn trong chuyện tình cảm, em có chia sẻ được với mẹ em không? Trước đây thì mẹ em là một người phụ nữ rất là hiền chị, và sống rất là cam chịu. Khi mà mẹ em mất đi thì mọi người rất là thương, nhưng mà khi mà mẹ em sống thì thực sự rất là khổ tâm. Và khi mà làm con thì em luôn luôn không muốn là mẹ mình tâm như vậy. Và bản thân em, nếu mà sau này em có con thì em cũng không muốn là sống cam chịu để mà tự chịu khổ và chấp nhận hết tất cả mọi thứ để cho người khác được cảm thấy thoải mái, để cho con em cũng cảm thấy giống như em. Em không muốn như vậy. Đôi khi có những cái suy nghĩ đó, thì em thường là tìm đến những người bạn hoặc là những người gọi là bác sĩ tâm lý, những người tư vấn tâm lý
để mà em có thể sử dụng được cho cái mối quan hệ của mình. Rồi, sau khi chúng ta đã có một buổi trải nghiệm ở đường phố Bùi Viện, rồi là thưởng thức những món ăn Tây rất là ngon ở trên Chill Bar, như thường lệ thì sẽ nhờ em ký tên vào trong cái cẩm nang này, như là để lưu lại một cái kỷ niệm của hai chị em mình. Cảm nhận là nếu mà lần sau mời em thì phải có nhiều món hơn chị em. Thấy chưa, biết ngay mà. Không, em cứ biết xong đi, máy sẽ cắt nhưng mà mình sẽ tiếp tục ăn tiếp. Em rất là nhiều và thay mặt cho chương trình cảm ơn Diễm My đã nhận lời tham gia chuyến du ký ngày hôm nay. Xin chào các khán giả của Du Ký Cùng Hoa Hậu. Diễm My thật sự rất là vui khi hôm nay được trải nghiệm rất là nhiều thứ hay và thú vị cùng với chị Jennifer Phạm, và chúc cho chương trình ngày càng có nhiều khán giả hơn nữa và sẽ dẫn các khán giả đến những cái nơi thú vị hấp dẫn hơn nữa. Và như thường lệ, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 15 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HCV7 quý vị nhé.